Xin chào tất cả các bạn khán giả của Ato Making Film. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem những cái người thật việc thật được có trên những bộ phim của tôi. Và ngày hôm nay sẽ là cha đẻ của bài hát Khi Bạn Cần Có Tôi Đây, nhạc sĩ Minh Tâm. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió mây quay vẫn cứ thế. Và đây là nhạc sĩ Minh Tâm nha, sáng tác Khi Bạn Cần Có Tôi Đây, một cái ca khúc mà rất nhiều bạn đang yêu mến cái ca khúc này. Và không đơn giản để gặp được Minh Tâm đâu nha các bạn. Và bây giờ Minh Tâm nói với các bạn thì Minh Tâm đang sinh sống ở đâu nè? Mình chào các bạn nha, mình là Nguyễn Minh Tâm, sinh sống ở Đà Nẵng. Nay anh tôi vào uống cà phê của mình. Cà là phê. Cà phê là. Cà phê là cà là phê. 08 Lạc là cà Long Quân. 08 Lạc Long Quân, quận Liên Chiểu. Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Cho nên bây giờ mà bạn nào mà muốn gặp nhạc sĩ Minh Tâm thì hãy tới đây nha, đọc bát Ato tính tiền y như vậy luôn Minh Tâm. Ở vị trí ban công cho nó mát, với lại đủ ánh sáng để mình quay hình cho nó dễ các bạn. Mà thấy nóng không? Thấy hơi nóng nhưng mà kệ đi, không sao đâu, tại vì cái bài hát của mình nó cũng đang nóng mà em. Bài hát mình đang nóng mà, cho nên mình nóng chút xíu cũng không sao hết. Cái thời điểm nào, cái động lực nào mà em có thể viết được những cái giai điệu đầu tiên của bài Khi Bạn Cần Có Tôi Đây? Năm đó là em vừa nghỉ học cao đẳng trường nghệ thuật. Cao đẳng nghệ thuật nha các bạn, đó là em học ở Đà Nẵng luôn hả? Dạ. Lúc trước là em đi hát thôi chứ vẫn chưa viết gì. Xong vì em viết thôi, em viết thấy anh em của em được như vậy, như vậy trao được bài nhạc như vậy. Cũng có buồn đúng không? Dạ, buồn rồi xong rồi mình viết ra được cái giai điệu bài này ha. Là bất đồng quan điểm xong rồi nghỉ học xong viết nhạc. Dạ không, khi em nghỉ học xong là em chuyển qua bên viết nhạc. Em viết vài giai điệu là em có gửi cho nhiều người rồi. Xong rồi gửi qua anh là anh lụm đúng không? Lụm luôn. Nhưng mà các bạn ơi nói nghe nè, không phải Minh Tâm gửi qua một cái là tôi lụm liền đâu nha. Cái bài này Minh Tâm gửi cho Tô vào năm 2020, lúc đó là Tô đang làm bộ phim Bi Long Đại Ca. Có nghĩa là cái bài hát này được Minh Tâm viết vào 3 năm trước. Đến thời điểm hiện tại giờ Tô mới sản xuất cái bài hát này. Rồi cũng có một số người nói là ồ cái bài này cái giai điệu của nó nghe hay quá, nghe nó trải đời quá, nghe nó thấm quá, nghe nó tha thiết quá. Mà không biết ông nhạc sĩ này là ông nhạc sĩ nào, chắc cũng già cả lớn tuổi lắm rồi. Thì xin lỗi, đây Minh Tâm cũng chia sẻ với mọi người luôn, hiện tại giờ Minh Tâm nhiêu tuổi nè? Năm nay mình mới 23 tuổi nha. 23 tuổi có nghĩa là 3 năm trước khi mà Minh Tâm gửi bài hát này cho Tô, lúc đó Minh Tâm chỉ có 20 tuổi thôi nha các bạn. 20 tuổi mà có thể viết ra được những cái giai điệu, những cái melody, những cái mà gọi là khiến cho những anh em xã hội nghe mà phải thấm luôn. Cái đó gọi là cái gì các bạn? Cái đó gọi là tài năng. Và mọi người thường hay nói là Ato hay hát nhạc Hoa Lời Việt. Thì bây giờ nè, trước mặt khán giả luôn, thì bây giờ Minh Tâm nói khán giả biết bài này có phải là nhạc Hoa Lời Việt hay không? Bài Khi Bạn Cần Có Tôi Đây là không phải nhạc Hoa Lời Việt nha. Lý do tại sao Tô khẳng định đây không phải là nhạc Hoa Lời Việt? Bởi vì Minh Tâm hiện tại giờ đang cầm cái tờ giấy gọi là cái gì? Bản quyền. Bản quyền của cái gì? Bản quyền của tác phẩm bài Khi Bạn Cần Có Tôi Đây. Của Quân Cục đúng không? Dạ. Của Cục Nghệ Thuật đúng không? Dạ. Minh Tâm sáng tác bài hát này ra là Minh Tâm đi đăng ký bản quyền cái bài hát này. Cho nên 100% đây là nhạc Việt chứ không phải là nhạc Hoa nha các bạn. Cái bài hát này, cái tựa nó không phải là Khi Bạn Cần Có Tôi Đây nha các bạn. Cái tựa nó là Vì Ta Là Anh Em. Là ta vì tình anh em. Là ta vì tình anh em. Là ta vì tình anh em, 6 chữ nha các bạn. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Cho nên Minh Tâm lấy cái tựa là ta vì anh em. Nhưng mà Tô thấy cái chữ là ta vì tình anh em thì nó đơn giản quá, đúng không? Nó bị đơn giản quá. Mà Tô cũng biết một điều là khi mà Tô là một người viết kịch bản, Tô viết xong cái kịch bản, ví dụ nha, Tô viết xong một kịch bản phim, tôi sẽ không bao giờ tôi đặt được cái tựa phim hết. Tôi phải nhờ một người khác đặt tựa phim, để cái người ngoài cuộc người ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn là cái người ở trong cuộc. Bởi vì những người trong cuộc lúc nào họ cũng đinh ninh vô cái sản phẩm của người ta, tất cả những cái giai điệu người ta chỉ nhớ những cái chữ đó thôi, người ta sẽ không nhớ được những cái chữ ở bên ngoài. Thì Minh Tâm cũng vậy, khi mà tôi nghe xong tất cả, tôi đúc kết lại cái câu chuyện với cái bài hát này, cái ý nghĩa bài hát này nó mang tới cái gì, đúng không? Nó mang tới cái gì? Nó mang tới là tình bạn. Và nếu mà tôi ở đây thì bạn ở đâu? Đó là cái câu hỏi trong đầu anh.
Cho nên khi bạn cần có tôi đây, tôi đã đặt ra cái tựa đó. Và cũng rất là may cái bài hát này nó được nằm trong bộ phim Cá Con Vượt Biển Lớn. Thật ra Minh Tâm, lúc Minh Tâm gửi tôi cái bài hát này 3 năm trước, tôi đang làm phim Biên Long Đại Ca, tôi không biết là tôi sẽ để nó vào bộ phim nào hết. Với cái bộ phim Cá Con Vượt Biển Lớn lần này thì cái kịch bản nó lại rất là hợp. Tôi để cái nhạc ngay đúng cái vị trí mà khi bạn cần có tôi đây. Cá ngựa nó chết là mở cái căng lên là lên cái bài nhạc đó. Tại sao lúc tôi cần đó anh không có mặt ở đó, nhưng mà đến lúc mà tôi đắp khăn trắng rồi anh mới có mặt. Tao thấm rồi, nó thấm cái chỗ đó, tao hiểu em nói không? Chứ bây giờ đơn giản hai thằng nhập nhau hát bài đó nó đâu có thấm, đúng không? Nó phải có những cái gọi là sự tiếc nuối, đúng không? Nó phải có sự tiếc nuối và sự hối hận nữa. Chứ nếu mà nó bình thường quá thì nó đâu có thấm được. Nó phải có tiếc nuối, nó phải có hối hận, nó phải có ăn năn thì cái bài hát này nó mới thấm được các bạn. Ý khúc đúng không? Khi bạn cần có tôi đây, các bạn có thể search trên tất cả các nền tảng để nghe được cái bài hát Khi Bạn Cần Có Tôi Đây. Ngoài ra các bạn có thể lên top để nghe những cái bài hát Detroit Remix rất là hay luôn. Trong cái bài hát này á, hiện tại bây giờ em còn nhớ đủ tất cả các phân đoạn không? Vẫn nhớ nhỉ. Em thích nhất là khúc nào? Vừa ba. Tất nhiên là cái người nhạc sĩ, cái người cha đẻ của bài hát thì tất nhiên là con cái của mình mà hình hài như thế nào từ trên xuống dưới tất cả đều thích hết, đều yêu thương nó hết. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có một cái phân đoạn mà mình thích nhất. Thì Minh Tâm đó là Minh Tâm thích cái phân đoạn số 3, lời 3. Đó là bao buồn vui, bao lần ta trải qua, sáng cứ thế ra ganh đua với đời. Nhìn mây đưa nhau khờ, làm cho ta nhớ đến bao ngày ấu thơ. Thật ra cái đoạn đó cũng là một cái đoạn mà tôi thích nhất. Bởi vì một cái bài hát nó cũng giống như một cái cuốn tiểu thuyết hoặc là một cái bộ phim các bạn. Có nghĩa là những cái vơ đầu tiên thì nó sẽ là cái gì? Giới thiệu. Giới thiệu những lần gặp mặt. Đúng rồi. Giới thiệu những lần gặp mặt khi xưa đi đâu cũng có nhau. Có nghĩa là kể mở ra cho các bạn từng trang sách. Đến cái vơ thứ hai, tình bạn của chúng ta nó sẽ trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống. Về xã hội, về đồng tiền, về lệ danh, về gia đình và về tất cả mọi thứ, để cho chúng ta đứng trên hai bờ vực, một bên là lệ danh và một bên là tình bạn, thì chúng ta sẽ chọn bên nào. Sau tất cả vô điệp khúc là ta vì tình anh em, cho dù như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em, đúng chưa? Và sau khi trải qua những cái biến cố đó thì chắc chắn sẽ có người sống và người chết, chắc chắn sẽ có người lên đỉnh và một người rớt lại, đúng chưa? Rồi đến cái vơ ba là cái vơ cuối cùng, khi chúng ta nhìn lại được những đứa trẻ đó thì chúng ta nhìn nhận là bản thân của chúng ta sẽ như thế nào để chúng ta sẽ trưởng thành hơn cho từng ngày. Và cái vơ ba cũng là cái vơ mà tôi thích nhất, mà anh không hiểu sao khán giả thích cái vơ một lắm. Chưa nghe tới hay sao? Chưa nghe tới, mới tới khúc đó thôi. Bây giờ tôi hy vọng các bạn điều tra đánh giùm tôi cái đoạn vơ ba giùm, chứ mọi người nghe cái vơ một vơ hai rất là nhiều rồi. Bây giờ hy vọng là các mọi người đánh giùm tôi cái vơ ba giùm nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là vui khi được hợp tác với em. Và anh cũng đã cố tình ra Đà Nẵng, anh chạy 15 cây số anh qua đây để anh thăm em, để chứng tỏ là anh cực kỳ cộng em 2 điểm respect. Dạ, rất là tôn trọng người em trai này. Minh Tâm nhỏ hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà bọn tôi có những cái suy nghĩ nó kết nối với nhau rất là tốt. Và anh cũng chúc Minh Tâm là em sẽ có thêm được nhiều cái bài hát hay, không phải của anh hát, mà anh muốn nhiều ca sĩ khác hát nữa, để lan tỏa được cái tinh thần bài hát của em cho mọi người. Anh cũng không có dám chắc, nhưng mà anh xin hứa là anh sẽ giới thiệu em với nhiều người bạn ca sĩ của anh, để họ có thể cũng giống như anh, có thể kết nối được những cái âm nhạc giai điệu với em. Bây giờ Tô với lại nhạc sĩ Minh Tâm sẽ hát chay lại cái bài hát Khi Bạn Cần Có Tôi Đây để gửi tặng đến cho các bạn. Đây là phiên bản chính chủ hát nha các bạn. Cũng xin cảm ơn cái bản phối của nhạc sĩ Huỳnh Hiền nha. Đây là bản phối của anh Huỳnh Hiền. Anh Huỳnh Hiền cũng đã làm nhạc cho Tô rất nhiều bài rồi, từ đó tới giờ luôn. Cảm ơn anh. Minh Tâm hát đầu tiên nha các bạn. Khi xưa thì đâu cũng có nhau, có biết bao nhiêu phút vui nào thiếu nhau. Đi cùng nhau bên nhau, giữa chốn thành danh.
hát lớn lớn lên nè. Dần dần phong ba ập đến ta, cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta. Đằng cày mới nhận ra, đã có lúc ta lại từ từ. Hát lớn lớn lên tao. Yeah. Bao lâu nay ta đâu có hơn thua ai, sao đời lại cứng ôm chặt ta như vậy. Yeah. Hay vì những đồng tiền cùng lợi danh làm ta cách xa vạn thương nhớ. Nhưng không sao, mỗi tối bất chợt tụ hợp cả đám ngồi cùng với nhau quay quần, cho chuyện những đêm ngày thời cô liêm. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió mây quay vẫn cứ thế. Tao mấy nè. Dù mai đường đời mai đổi thay ra sao, yeah, hay ai giàu sang vẫn mong mình luôn nhớ nhau, nhớ những lúc chạy tàn cùng những chuyện trắng màn, anh em ta lại có nhau. Yeah. Đây là phiên bản nhạc sĩ sáng tác hay bài hát này, hát bài hát này tại quán cà phê của mình luôn. Yeah, bắt tay. Quá đã. Hát lại nha, bây giờ tới anh vô trước nha. Vô trước. Khi xưa đi đâu cũng có nhau, có biết bao nhiêu cuộc vui nào thiếu nhau, đi cùng nhau bên nhau giữa chốn thành danh. Danh chân sao nè? Dẫn chân phong ba ẩm đến ta, có xa bao nhiêu người anh em của chúng ta. Đắng cay mới nhận ra, đã có lúc yeah, ta lại tự tin. Bao lâu nay ta đâu có hận thua ai, sao đời lại cứ oan trách ta như vậy. Hay vì những đồng tiền cùng lời danh làm ta cách xa vạn thương nhớ. Nhưng không sao nè. Nhưng không sao, một tối bất chợt tụ họp cả đám ngồi cùng với nhau quay cuồng, cho chiều những đêm ngày thời cô liêm. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió vội quanh vẫn cứ thế. Dù mai đường đời mãi đôi thay ra sao, hay ai giàu sang vẫn mong mình luôn nhớ nhau, nhớ những lúc trời tàn cùng những chuyện trắng màng, anh em ta lại có nhau. Yeah. Cái đoạn này nó cao dữ lắm nè. Cao lắm anh. Cao lắm, bây giờ anh không biết anh hát nổi không nữa nè. Bao buồn vui, bao gian nan ta vẫn luôn hiên ngang bước đi. Khi bạn cần thì sẽ có tôi đây. Ba luôn anh. Bao buồn vui, bao lần ta trải qua sáng cứ thế ra gánh đùa với đời. Nhìn mày đứa nhóc khờ làm cho ta nhớ đến bao ngày ấu thơ. Ngày ấy chẳng biến sau đó vội đời. Ngày ấy vẫn cứ thế dòng trời mãi thôi. Nhưng những gì ta đã nhận bao số phận cũng chẳng so bằng tình anh em. Như những gì ta đã nhận bao số phận cũng chẳng so bằng tình anh em. Yeah. Wow, đây là một cái phiên bản. Đây là một phiên bản rất là real, rất là thiệt. Đó là Minh Tâm, người sáng tác bài hát cho mình Đừng Có Tôi Đây. Và đây là cũng là lần đầu tiên Tô gặp Tâm. Và cũng là lần đầu tiên Tâm gặp Tô.
chúng tôi chỉ làm việc ở trên mạng thôi, chỉ làm việc qua online thôi và chưa bao giờ gặp mặt. Và ngày hôm nay tôi đã tới Đà Nẵng để gặp Tâm, để trò chuyện với Tâm, để có thể được cùng hát chung với Tâm bài hát này. Đó là một cái sự trân trọng rất là lớn của anh dành cho em. Cảm ơn em rất nhiều ngày hôm nay. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều bản hit khác nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh cũng xin cảm ơn mọi người đã nghe ca khúc của chính mình sáng tác Khi Bằng Cần Có Tương Lai do anh Auto thể hiện. Em cũng chúc anh là những tác phẩm bộ phim anh ra là luôn luôn top trending, top 1. Dạ, ok, ok. Tôi sẽ để cái Facebook của Minh Tâm ở đây nha. Bạn nào muốn liên hệ với Minh Tâm để viết bài mới, viết những cái bài hát thì các bạn có thể nhắn tin cho Minh Tâm ha. Hoặc có thể tới trực tiếp số 8 Lạc Long Quân, quán cà phê Cà Là Phê để gặp Cà Phê Là để gặp Minh Tâm nha các bạn. Anh chúc em là sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thăng hoa trong công việc, và nhớ là sẽ luôn phát triển và cố gắng từng ngày để cống hiến cho xã hội những cái bài hát nó ý nghĩa hơn như vậy nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn em. Mọi người coi những cái vlog của tôi, mọi người hay thấy là tại sao tôi đeo cái ba lô. Là cái ba lô của tôi chỉ đựng đúng một cái gói quà này thôi. Đây là những chiếc nón của tôi. Và tôi nghĩ là mình tặng cái gì thì mình mang một cái ý nghĩa thì nó sẽ trân trọng hơn, đúng không Tâm? Đó, thì ở đây là có hai chiếc nón của anh. Anh muốn gửi tặng tới em. Đây. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Mở ra luôn. Mở ra luôn. Đó. Mở ra luôn. À, như Tâm, và hai cái mũ như Tâm nói là Tâm thích màu xanh lá cây, cho nên là anh có tặng cho Tâm một cái nón màu xanh lá cây của anh. Ngoài ra anh tặng Tâm thêm một cái nón có chữ Thanh Kiều nữa các bạn. Em mang lên luôn. Mang lên luôn. Yeah, thank you. Yeah. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Tối nay. Trời ơi là cảm trời. Ơn bạn đã yêu mến Ato Film, đạo diễn Ato. Đây là những bộ phim anh Ato đạo diễn tất cả. Ok, yeah. Là đầu tiên gặp anh là đầu tiên qua anh. Mời vui không? Mọi người hay nghĩ anh là một cái ông tôi khó tính, khó gần người đó. Nhưng mà phải tiếp xúc với tiếp xúc với biết. Không, mà thật sự là tôi cũng khó tính, khó gần thì cho nên đừng ai tiếp xúc nha. Trời tan cùng những chuyện chẳng màng, anh em ta lại có nhau.